mình có xem những cái thiết kế của Đắc Hữu rồi, cũng xem những công trình mà Đắc Hữu làm, và mình thấy thiết kế rất là đẹp. Mình có tìm rất là nhiều đơn vị thiết kế khác, cũng đắn đo suy nghĩ lắm. Cái duyên mình tìm đến Đắc Hữu và mình thấy hợp. Ý tưởng thì bên công ty cũng nói là hai vợ chồng thích gì thì cứ nói ra hết. Bên làm nhiệm vụ làm thì để công ty làm. Thích nhất á là những cái đường cong á, chi tiết nhỏ, hình tròn, hình vuông. Những cái đó là đặc biệt với vợ chồng em, là những cái đó là khó nhất, khó nhất ở trong trong cái nhà này. Hai vợ chồng em thì nói chung là sợ không kịp Tết á. Tết hôm nay là nhỏ được rồi thì em thấy đã kịp rồi. Xong rồi khi sang xong rồi sẽ thấy được không trong bao lâu. Mình thích thiên nhiên đó, và mình muốn cho nó có cái không gian mà xanh đó, trong nhà có giếng trời, có cây, thì nó rất là thoải mái. Em là người rất thích hồng cây. Khi sang giếng trời này lên đó thì hai vợ chồng em cũng đi chọn cây để cây nào để cho nó hợp với lại trong nhà. Thì chồng em chiều theo em mà em thích cây tùng, em đặt cây tùng ở trong đây. Mình thích cái gì trước đi, mình thích cái gì trước xong rồi mình tìm một cái nơi uy tín, mình lên trang mạng để mình coi, mình tìm hiểu cái nơi đó người ta làm việc như thế nào, những cái công trình mà người ta xây dựng, những cái công trình đó như thế nào nữa. Đó người ta sẽ tư vấn cho mình sang như thế nào để lựa chọn cho nó thích hợp với cái nhà của mình như thế nào. Tới đó thì người ta sẽ tư vấn cho mình cái nhà của mình xây lên rồi có nằm trong cái dự tính có những cái mình không phải chuyên, cái đó mình không biết, thế anh cũng tư vấn cho mình. Mọi thứ mình thấy rất là được luôn, mới chơi được. Làm việc cái công ty á, là em thấy mọi người nhiệt tình, hòa đồng, vui vẻ nữa. Mình rất vui thôi, vui vì mình có nhà mới. Và cảm ơn đội ngũ rất là nhiều, và rất là tận tâm, làm việc rất là chuyên nghiệp luôn. Đất Thủ phục vụ bằng sự tử tế.